Vâng, và chúng ta lại tiếp tục đến với phần đó là tính đơn điệu của hàm số, tính đơn điệu hàm số phần 2. Và thầy sẽ đi tiếp nốt cho em các em cuối cùng đó là dạng 3, một số cái bài toán liên quan đến tìm tham số m để thỏa mãn tính đơn điệu của một cái hàm số phân thức nào đó đồng biến hoặc nghịch biến trên một cái khoảng AB. Các em chú ý thầy, ở ví dụ trong tính đơn điệu phần 2 trước thì thầy đã giới thiệu cho các em về phần tìm m để hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên một cái khoảng AB nhưng mà của hàm đa thức, đúng không nào? Hôm nay ta xét nốt đến phần phân thức nữa là xong. Đối với phần phân thức này, phần phân thức thầy có ví dụ 1 như sau, các em nhìn nhé. Ví dụ 1 thầy cho hàm số y bằng x trừ 2m chia cho x trừ m, và câu hỏi của đề đưa ra tìm m để cho hàm số này đồng biến trên từng khoảng xác định. Được chưa nào? Có 4 đáp án: m lớn bằng 0, m lớn 0, không nhỏ hơn m nhỏ hơn 1 hoặc m lớn 1. Được chưa nào? Để giải quyết bài toán này thì ta cần chú ý như sau. Thứ nhất, điều kiện của bài này đó là gì? Em phải có một cái điều kiện của bài này là x trừ m phải khác không, đây là hàm phân thức, đúng không nào? X trừ m khác không thì dẫn đến nó x khác mấy các em? X khác m nhé. Rồi bây giờ ta làm theo đúng quy tắc, khi xét tính đồng biến nghịch biến thì chúng ta phải tính gì ấy nhỉ? Tính y, y phẩy. Nào thầy tính y phẩy nhanh luôn nhé. Y phẩy bằng nào, chúng ta nhân chéo luôn, chéo AD trừ đi chéo B gì? BC. Chéo AD của thầy bằng như sau: 1 nhân với trừ m là trừ m, rồi trừ đi chéo BC. Chéo BC của thầy là trừ 2 nhân trừ 2m nhân với 1. Được chưa? Theo đúng quy tắc tính nhanh mà thầy đã dạy đấy. Trừ 2m nhân 1 là bằng trừ 2, trừ 2m. Nhưng trừ đi trừ để thành gì? Thành cộng 2m, các em nhớ nhé. Chia cho mẫu thức bình phương x trừ m tất cả bình phương. Và theo yêu cầu đề bài thì em nhớ cho thầy là hàm số này phải đồng biến trên từng khoảng xác định. Như vậy lúc ấy dấu y phải là gì các em? Phải lớn hơn, lớn không? Lớn không? Các em chú cho thầy chỗ này không có dấu bằng nhé. Dấu bằng tại sao? Chỉ có hàm phân thức, hàm đa thức thôi, hàm đa thức bậc 3 hôm trước chúng ta học ấy, thì y phẩy của chúng ta có thể là lớn bằng 0 hoặc nhỏ bằng 0. Riêng đối với hàm phân thức thì các em đừng lấy dấu bằng, vì người ta bảo rằng là y phẩy có thể bằng 0 cũng được, nhưng phải xảy ra tại một số điểm hữu hạn x0 nào đó. Các em nhận ra rằng là trên này của chúng ta là hàng số, mà hàng số này nó không thể chứa gì, chứa x được nữa. Như vậy không có cái điểm x0 nào đó nữa để cho y phẩy có thể bằng gì? Bằng 0 nhé, đúng không nào? Như vậy là em phải nhớ cho thầy là bài này y phẩy chỉ có luôn lớn không thôi, lớn không với mọi x khác m đấy. Được chưa? Dễ thôi. Và đến đây tương đương với gì nhỉ? Đến đây rút gọn cái trên này đi, thế thì chỉ còn m gì thôi, chỉ còn m gì thôi, m lớn không, đúng chưa nào? M lớn không. Vậy thầy nhanh chóng chọn đáp án của bài này là gì? Đáp án B. Được chưa các em? Lớn không nhé. Đúng chưa? Theo đúng đáp án là đáp án B. Rồi, câu hỏi khá đơn giản không? Được chưa? Chúng ta tiếp tục chuyển qua ví dụ thứ hai nào. Bài này các em có hiểu không nào? Bài này khá đơn giản, thứ nhất là đầu tiên là ta phải tính y phẩy này. Tính y phẩy theo quy tắc nhân chéo này, chéo AD trừ đi chéo BC chia cho mẫu thức bình phương. Theo yêu cầu của đề là hàm số phải đồng biến trên các khoảng xác định, thì dấu y phẩy là dấu dương, đúng không nào? Dấu y phẩy dương rồi ta giải được ra đó là m lớn không, được chưa? Ví dụ 2, thầy cho hàm số y bằng x cộng m chia cho x trừ đi 2 gì? 2m. Câu hỏi tìm m để hàm số này nghịch biến trên nửa khoảng từ âm vô cùng đến 3 ngoặc vuông nhé. Và có 4 đáp án như sau: m lớn 0, m lớn 3 phần 2, m lớn hơn hoặc bằng 3 phần 2, hoặc không nhỏ hơn hoặc bằng m nhỏ hơn 3 phần 2. Thế thì cách giải của bài này cũng khá đơn giản thôi các em ạ. Chúng ta làm đúng theo quy tắc như bài trước thì
Nào, đầu tiên chúng ta phải có hai điều kiện để làm bài toán này. Thứ nhất là thầy phải tính điều kiện của thầy, điều kiện đó là x phải khác hay gì, hay m để cho mẫu khác gì, khác không, đúng chưa? Và thứ hai là thầy phải tính y gì, thầy phải tính y gì ấy nhỉ, y phẩy nhé. Nào, y phẩy nhân chéo ta có như sau: 1 nhân với trừ 2m là trừ 2m. Thầy trừ đi m nhân với 1 có nghĩa là m, được chưa? Chia cho x trừ 2m tất cả bình phương, và cái này sau khi rút gọn đi thì bằng trừ 3 gì? Trừ 3m chia cho x trừ 2m tất cả bình gì? Bình phương. Em nhớ cho thầy, để cho hàm này nghịch biến trên đoạn này, thì trên nửa khoảng này thì dấu của y phẩy lúc ấy phải là gì? Âm nhé, âm với mọi x thuộc trên đoạn này. Khi đó thì thầy sẽ tương đương với điều kiện gì? Tương đương với điều kiện gì? Thầy sẽ giải sang bên kia nhé. Nào, ví dụ này thầy sẽ xóa. Như vậy, tổng kết lại, thầy phải cần có hai điều kiện. Thứ nhất đó là x phải khác 2m. Thứ hai đó là để cho y phải nhỏ hơn 0 thì thầy chỉ cần giải tử số nhỏ hơn 0 thôi, có nghĩa là trừ 3m nhỏ hơn 0. Rồi, giải cái này như nào? Em biết rồi. X của thầy, có thấy x không? X bài này thì thuộc trong nửa khoảng từ trừ vô cùng cho đến gì? 3. Như vậy mà x lại khác 2m, như vậy có nghĩa là 2m của thầy phải không thuộc trong nửa khoảng từ âm vô cùng đến gì? Đến 3. Nhớ cho thầy chỗ này, nhắc lại. X của thầy bài này là thuộc từ âm vô cùng đến 3, mà x lại khác 2m, vậy 2m không được thuộc trong đoạn từ âm vô cùng đến gì? Đến 3. Rồi, còn cái ở dưới, trừ 3m nhỏ hơn 0 chia đều hay vế cho âm 3 đảo chiều, ta thu được m lớn hơn gì? Lớn hơn 0. Em biết rồi, 2m mà không thuộc trong nửa khoảng từ âm vô cùng đến 3 có nghĩa là 2m của thầy đây là nhỏ hơn hoặc bằng 3, đúng không? Như vậy không thuộc nhỏ hơn hoặc bằng 3 thì chỉ có thể là lớn hơn gì? Lớn 3 thôi. Lớn 3, nhớ, lớn 3. Và ở dưới là m lớn hơn gì? Lớn 0. Từ đây thầy giải ra được đó là m lớn hơn 3 phần gì? M lớn hơn 3 phần 2, được chưa? Và m lớn mấy? M lớn 0. Khi kết hợp thì cùng lớn thì thầy chọn thằng lớn, lớn hơn, thầy sẽ thu được m lớn hơn 3 phần 2. Rồi, vậy kết quả của thầy là đáp án gì? Đây, các em hiểu chưa nào? Rồi, và cuối cùng thầy sẽ xét một ví dụ nữa, đó là tìm m để hàm số sau: y bằng tan x trừ 2 chia cho tan x trừ m. Tìm m để hàm này đồng biến trên khoảng từ 0 đến y trên 4. Đây là trích từ đề minh họa lần 1 của Bộ Giáo dục Đào tạo đấy, được chưa nào? Và các em chú ý, đây là một câu hỏi tuy là xét tính đơn điệu nhưng có chứa lượng giác ở trong này. Cái câu này hơi khó đấy, được chưa? Để làm được bài toán này trở nên cơ bản hơn thì người ta nhận thấy rằng kìa, tan x xuất hiện đi xuất hiện lại. Như vậy chúng ta sẽ dùng pháp ẩn phụ hóa đi. Chúng ta sẽ đặt gì nhỉ? Đặt t là tan x, được không? Rồi, bây giờ nhé, thầy sẽ xóa ví dụ này, được chưa? Thầy sẽ xóa ví dụ này nhé. Nào, đây nó cùng giảm. Đối với câu 3 thì bước 1 người ta nghĩ đến ngay đó là em sẽ đặt gì nhỉ? Đặt t nhé. Nào, giải của câu 3 này.
tôi đặt T là gì nhỉ? T là tan x được không? T là tan x. Bài này họ cho x thuộc từ 0 đến pi trên 4. Trên khoảng từ 0 đến pi trên 4 thì hàm tan là hàm đồng gì? Đồng biến, đúng không nào? Vì đạo hàm của tan là 1 trên cốt bình. Tôi có như sau, T phẩy của thầy. Đạo hàm của tan là 1 trên cốt gì? Cốt bình x nhé. Cái này luôn gì? Luôn lớn hơn 0. Với mọi x thuộc trong đoạn từ 0 đến pi trên 4. Như vậy thầy sẽ thu được đó là gì? Nếu một hàm số mà luôn đồng biến trên khoảng AB thì thầy muốn tính xem khi x thuộc từ 0 pi trên 4 thì t thuộc từ đâu đến đâu, thầy chỉ việc thay hai cái giá trị từ hai đầu mút này thì thay vào thì thầy sẽ thu được đó là t của thầy sẽ nằm trong khoảng từ thay 0 vào đây tăng 0 bằng 0, thay pi trên 4 vào đây tăng của pi trên 4 là bằng 1. Có nghĩa là thầy thu được khoảng giá trị của t bài này sẽ phải là từ 0 cho đến 1. Các em nhớ chưa nào? Rồi, sau khi tìm được giá trị cho ẩn phụ rồi thì hàm số này lúc này trở thành như sau. Lúc này y trở thành t trừ 2 chia cho t trừ m. Và yêu cầu đề bài đã trở thành tìm m để hàm này đồng biến. Thay cho việc đồng biến với mọi x thuộc từ 0 đến pi trên 4 thì có nghĩa là đồng biến với mọi t thuộc trong khoảng từ 0 đến mấy? 0 đến 1. Rồi, bài toán lại quay trở về các ví dụ 1 và 2 không? Được không nào? Thầy cũng sẽ có hai điều kiện để làm bài này. Thứ nhất đó là t phải khác gì các em? T phải khác m. Và thứ hai đó là thầy tính y phẩy của bài này ra. Y phẩy là nhân chéo 1 nhân trừ m là trừ m. Rồi, trừ đi, trừ 2 nhân 1 là trừ 2, trừ trừ thành cộng. Rồi, chia cho t trừ m tất cả bình gì? Bình phương. Và yêu cầu của đề là hàm số này phải đồng biến trên khoảng 0,1 của t. Như vậy thầy phải có dấu của y phải là dấu gì? Dấu dương, đúng không nào? Dấu dương. Giải cái này thì chúng ta làm hoàn toàn giống hệt như các ví dụ trước nào. Giải cái này khá là dễ đúng không? Em biết rồi, t của em thuộc đoạn 0,1 mà m là khác t, như vậy là m phải không thuộc đoạn từ gì à, không thuộc khoảng 0,1 đúng không nhỉ? Rồi, y phẩy của em là trừ m cộng 2 chia cho t trừ m tất cả bình, muốn dương thì chỉ cần giải từ số dương thôi, trừ m cộng 2 của em là dương. Rồi, từ đó suy ra m không thuộc khoảng 0,1 có nghĩa là m phải thuộc từ âm vô cùng cho đến 0 hoặc vuông, đúng không? Hợp với 1 cho đến gì ấy nhỉ? Dương vô cùng. Trừ m cộng 2 lớn hơn 0 thì có nghĩa là 2 lớn hơn m, tức là m nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 2. Ta kẻ ngay hai cái trục để xét dấu nào. Hai cái trục để kết hợp, đúng không? Âm vô cùng đến 0, 1 đến dương vô cùng. Rồi, bỏ đoạn giữa đi, bỏ đoạn giữa, lấy hai bậc ở đầu. Rồi, đây trục thứ nhất, hai nó nằm ở đây, chúng ta lấy phần gì thôi, nhỏ hơn 2 là đây, gạch bỏ phần gì, phần dương nhé. Rồi, nhìn vào đây em có thấy rằng là hàm số này có hai phần chung không nào? Hai tập nghiệm này có hai phần chung thứ nhất đây này, phần chung nhất thầy bôi xanh nhé, có phải là chúng chung từ không, từ âm vô cùng đến không không? Rồi, và phần chung thứ hai đây, phần chung thứ hai là chúng chung trong khoảng từ gì nhỉ, từ gì đây, từ 1 cho đến 2. Các em chú ý khi kết hợp có nghĩa là em phải tìm được ra các phần nào chung ấy, những phần không bị gạch ấy. Vậy kết luận của thầy, thầy lấy hai khoảng thầy ghi ngoặc này. Thứ
Thứ nhất, m bé hơn hoặc bằng gì? Không, là phần trung thứ nhất. Phần trung thứ hai là từ 1 cho đến gì? 2. Trong đó 1 hoặc vuông, 2 hoặc tròn. Rồi, soi chiếu đáp án, thầy nhận nghe đáp án gì các em? Đáp án này, được không? Rồi, như vậy có nhiều câu mà chiếu phân thức mà nếu bài toán nó phức tạp, các em cần ẩn phụ hóa và tìm rõ cái khoảng đang xét của phụ ý là gì. Quy tắc làm thì hết sức là bình thường thôi, được chưa? Hết sức để cho kỹ cho thầy. Có những bạn quên thiếu đặt điều kiện ấy, là cũng sai đấy các em ạ, được chưa? Rồi, trên đây là ba ví dụ tiêu biểu và cơ bản của thầy về phần đơn điệu hàm số phân thức trên khoảng AB. Các em cố gắng tiếp tục làm thật nhiều bài tập để rèn luyện phần này, vì các em nếu có thật chắc lý thuyết thì các em may kia mới có thể chinh phục được kỳ thi đại học các em ạ, được chưa nào? Và phần bài giảng về tính đơn điệu của thầy đến phần 2 này là kết thúc. Các em hãy cố gắng xem thật kỹ lý thuyết, chăm chỉ làm bài tập và tiếp tục cố gắng để học các bài tiếp theo. Chúng ta nếu có một nền tảng kiến thức vững chắc thì thầy tin tưởng rằng các bài tập, các bài học mới của các em cũng sẽ vượt qua được dễ dàng. Giống như cây mà có gốc, có vững thì mai kia mới nở hoa kết trái được, được không nào? Và thầy xin hẹn gặp lại các em trong các bài giảng phần tiếp theo của phần hàm số. Chào các em.